Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Nam và 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng Công ty 3 tháng 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5.700 tỷ đồng. Sau khi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử kiểm tra nhân thân các bị cáo, đồng thời triệu tập đại diện các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo đáng chú ý trong phiên tòa còn có Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Phạm Văn Cảnh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Trúc, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Xuân Lâm, cựu Chánh Thanh tra tỉnh. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định đã để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ông Trần Văn Nam bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, ông Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm chính về thiệt hại hơn 1.745 tỷ đồng. Phiên tòa có gần 60 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử tới ngày 5 tháng 9 năm 2022.